xe cả. Hả mẹ? Rồi bên kia nữa kìa con. Wow, kênh này nhiều ốc quá. Họ xuống bắt ốc luôn con ơi. Mê quá rồi. Hello, chào mọi người. Chiều nay mát mát trời, hai mẹ con mình xuống đồng. Hai mẹ con mình cùng bắt ốc cả nhà. Bữa nay mình xin mời cả nhà xuống ruộng bắt ốc cùng với hai mẹ con mình nha cả nhà nha. Cánh đồng lúa rất là đẹp nè. Đây đó, cánh đồng lúa rất là đẹp luôn, bát ngát, đồng lúa bát ngát luôn. Rồi thôi, đi thôi, let's go. Let's go. Bự xong. Đâu nổ. Wow, bự chưa nè. Đâu, ngồi đây. Cầm dính. Nhỏ xíu, không phải. Con này là con gì ta? Con dẻ con gì nè, nhỏ xíu xíu. Ốc nhỏ xíu xíu luôn nè. Ồ đây nè, nhỏ xíu xíu nè. Ốc đắng, này là ốc đắng. Ốc đắng là đắng gì lắm nè mẹ. Mẹ kiếm con ốc bự không? Wow, wow. Wow, đây con bự quá. Đây con. Wow, đây có nè, hai ba con luôn. Wow. Còn không ta? Wow, đây nữa nè. Wow. 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 Nhiều quá mẹ ạ. Nhiều quá. Còn nữa không? Ăn khi cô nhìn hơi, cô nhìn hơi sốt nó thèm luôn. Ôi ốc con quá trời luôn. Đẻ. Con nè. Nó đẻ. Wow. Wow, đây nữa. Wow. Wow. Đây nữa. Ốc đâu đâu. Ui da, ui da. Ui nó nằm trong kẹt rồi. Ui da. Ui. Ốc này nó chết rồi. Nhỏ quá. Chết rồi. Wow, đâu đi. Wow, cá bớ luôn. Ui. À đây. Wow. Wow, được con bự luôn nè. Wow. Thôi, nó còn nữa không? Ốc này nó còn nhỏ quá. Nhỏ quá, bỏ đi. Ốc này cũng nhỏ quá. Đó, mò như còn không? Wow, thấy còn nữa kìa, sót thấy chưa? Wow. Ui, còn nữa. Ui, nhỏ xíu xíu à. Rất nhộm. Còn nữa không đây? Như này đủ rồi, hai mẹ con mình ăn được. À quá trình luôn, nhìn đây chưa. Ôi nước nó lên này, kinh nước nó lên. Đây con ốc hay sao nè? Không phải.
sình không. Hơi bị nhiều rồi đó. Sình không à? Wow. Đây đủ ăn rồi. Còn nữa. Thôi ăn đi đủ rồi. Mình bắt nhiêu đây thôi nha các bạn, chứ nó còn nhiều lắm, chắc cũng vài thao rồi đó, nhiều ốc lắm các bạn. Bây giờ mình đi hái lá chanh nè, mình hái khoảng 5-6-7 lá gì đó, rồi mình đem vô mình nấu ốc. Mình nấu ốc rồi mình cũng chừa 1-2 lá mình để sắc ra làm nước chấm á, nó cũng rất là ngon luôn. Rồi mình cũng đi hái ớt nè, cái ớt xiêm của mình trồng nè các bạn. Mình trồng có một cây thôi mà trái quá trời trái luôn, nhìn thấy mê luôn á. Ớt này ăn nó giòn, thơm và rất là ngon. Nó cay nhẹ chứ nó không có cay nồng các bạn. Ăn rất là thích. Mình hái cũng vài trái, mình vô mình làm nước mắm. Xong rồi mình hái lá ổi. Lá ổi rồi lấy hái lá xả nè. Xả mình trồng. Trời ơi, nó muốn lụi luôn rồi. Mình trồng có 1 đến 2 cây thôi đó mà giờ nó ra nhiều lắm các bạn. Ăn không hết. Cái này mình trồng một nửa thì mình cũng đa phần mình cho thôi, chứ gia đình mình ăn đâu có hết đâu, nhiều quá. Mình bắt về mình đã lộng một ngày rồi nha các bạn. Mình lộng một ngày rồi mình có bỏ ớt vô cho nó ra hết chất nhớt ra. Như vậy thì ốc nó sẽ sập, mình ăn nó ngon hơn nha các bạn. Đây, ốc mình ngâm ớt. Với lại mình đã bỏ qua đêm hết một ngày rồi. Bây giờ mình xả nước nha các bạn nha. Xả ra. Mấy cái này mới mua luôn á. Mua mình gà ốc cho nó sập. Con nãy nứt ra luôn. Bự bự không, nó không đều, nó cũng có nhiều con nhỏ. Mà cũng lâu lắm rồi đó các bạn. Nay mình mới dẫn cô nhóc nhà mình đi bắt ốc á. Trời ơi, nó thấy mẹ nó bắt ốc rồi nó cười tiếc mắt luôn. Nó thích cảnh đồng quê này lắm. Ở dưới mình thì ốc này rất là nhiều luôn. Chịu khó dọc thêm mấy con kênh con rạch đó thì bắt rất là nhiều ốc, không phải như đây thôi nha. Mà nó cũng chắc cũng vài thao này luôn đó. Ngoài ốc bu vàng ra thì mình thấy có ốc trắng nè. Rồi mấy con chim chép nè. Rồi mấy con dẹm nữa, rất là nhiều luôn. Còn giờ thì mình bỏ vài cái nhánh ổi vô. Đó, lá ổi rất là nhiều luôn. Rồi mình bỏ thêm vài tép xả vô. Xả mình cũng cắt ra rồi, mình bỏ vô nồi luôn các bạn. Bỏ thêm vài lá chanh vô nữa cho nó thơm á các bạn. Chanh với lại cái xả này nè, với ổi á, nó sẽ khử cái mùi của ốc nha các bạn nha. Tiếp theo đó mình bỏ ốc vô luôn. Mình bỏ nước thôi nha các bạn, tại vì ốc nó ra nước sẵn á. Cho nước xăm xắp rồi mình bắt lên bếp là được rồi. Trong thời gian mình chờ đợi thì bây giờ mình làm nước mắm nha các bạn nha. Xả mình cũng đã băm nhuyễn ra hết rồi. Với lại gừng cũng băm nhuyễn ra luôn. Mình bỏ hết vào cối luôn nha các bạn. Giờ mình lấy tỏi nè. Tỏi mình cũng tách vỏ rồi. Mình cũng bỏ 5-6 trái ớt vô. Ớt xiêm mình nó tuy vậy nhưng nó không có cay nhiều đâu. Nó cay the the thôi. Mình bỏ vô cối mình đâm cho nó thật nhuyễn, cho nó ra hết cái mùi thơm của xả với là tỏi với là gừng á. Rồi nó rất là ngon luôn đó, nhìn mà chảy nước miếng luôn rồi. Bây giờ mình bỏ hết ra dĩa ra luôn nha các bạn nha. Để một hồi nữa mình bỏ vào tô nước mắm để cho nó cái hương vị nó đậm đà, nó thơm ngon hơn. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha các bạn. Nhà mình thì mình làm hai muỗng cà phê đường nha. Mình dùng 3 muỗng cà phê nước mắm.
Đây là 4 muỗng nước lọc. Nặng ba cho tắt thử coi nó có vừa ăn chưa. Tùy theo mỗi gia đình mình nêm khẩu vị khác nhau nha các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp mình nấu lên cho các bạn nha. Nếm thử coi vừa. Nó sôi nó cạn hơi đặc đặc đây nè. Coi nó đặc nè. Quẹo quẹo lại rồi. Rồi cái này mình sẽ để nguội nha các bạn. Chút xíu mình sẽ bỏ hỗn hợp xả ớt với lại tỏi vô mắm nước mắm. Còn các bạn muốn ăn lá chanh vô thì nó sẽ thơm hơn. Nhưng mà khi nào mình ngừng ăn á, mình mới bỏ lá chanh vô nha các bạn. Nhìn nước mắm nè, nó sệt lại nè, rất là ngon nè các bạn. Nó sệt vậy nè. Cái hỗn hợp nãy tỏi, ớt á, với lại xả gừng mình đã băm nhuyễn rồi, mình cũng bỏ vô luôn nha các bạn. Bỏ vô luôn chén mắm. Wow. Quá chừng luôn, ăn thì chắc nó cay lắm, nó thơm lắm nè. Khi trước khi ăn á, mình bỏ thêm một miếng lá chanh vô thì nó sẽ thơm hơn nữa. Mình nghĩ như vậy cũng được rồi. À, đây, chén mắm này nó sệt. Kẹo lại đây. Đó, nhìn thấy hấp dẫn chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ốc ra nha các bạn. Xôi rất là thơm luôn. Thơm mùi xả với lại mùi đậu nha. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức ốc với gia đình mình nha. Sau một hồi mình làm thì nó đã hoàn tất rồi nè các bạn. Ốc rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ ăn thử một con nha các bạn nha. Đây. Wow. Rất là ngon luôn nè các bạn. Đó. Quện miếng mắm vô nè. Trên cả thịt dời không? Rất là thơm luôn các bạn. Wow. Quẹn vô. Rất là ngon luôn. Đây. Yeah. Ốc rất là ngon nè các bạn. Wow. Chấm miếng mắm vô. Ngon quá. Rất là thơm luôn. Giòn giòn. Thơm của mùi xả với lại lá ổi á. Quện chung với nước mắm ăn rất là tuyệt vời luôn.
Thôi bây giờ mình xin phép các bạn mình kết thúc video tại đây nha các bạn, từ video nó cũng dài quá rồi. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ nút like và chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye.